cũng gần 40 năm. Tiệm bánh nhà chuyên về bánh truyền thống của người Chiều Châu là bánh đá liễu, bánh bao. Bên trong là có nhân nếp, vỏ ngoài là hóa cảo, có nhân chay cho người ta dùng chay ăn được, là có nấm đông cô, gà lát chay, mặn là có tôm khô, thịt ba rọi và đậu phộng gia vị các loại. Người ta thích ăn hấp thì cũng được, mà chiên lên thì nó ăn ngon hơn. Tại vì cái này đa số là truyền thống mà mấy người lớn tuổi biết làm thôi, mà bây giờ mấy người tuổi cũng từ từ nó mất rồi, cái từ từ cũng thất truyền nhiều lắm, cái trẻ muốn ăn cũng khó. Chị Tương Trinh, tiệm bánh của chị lấy tên từ ba tên Như Phát. Cũng gần 40 năm, địa chỉ 106 đường Sớm Đức, phường 8, quận 11. Tiệm bánh nhà chuyên về bánh truyền thống của người Chiều Châu là bánh đá liễu, bánh bao. Bánh đá liễu là bánh truyền thống của người gốc Chiều Châu luôn. Bên trong là có nhân nếp, vỏ ngoài là hóa cảo. Bánh mình có thể ăn khi hấp nóng hoặc chiên giòn lên, ăn rất là ngon. Bánh đá liễu làm rất là công phu, mình phải trước tiên phải nhồi bột, sau đó nấu nếp, rồi nếp mình trộn tôm khô, sau đó mình đi gói bánh là đóng khuôn, rồi chất lên mâm như khay, rồi xong mình hấp. Trước của mình là bột gì hả chị? Bánh là từ bột hóa cảo, dẻo dẻo dai dai. Em thấy cái bánh đá liễu của mình là nó có màu hồng. Tại vì người Tiều mình là chuộng màu hồng, màu đỏ. Bánh đá liễu thường dùng trong dịp cúng, cho nên mình là bánh là hồng đào, cho nên mình pha miếng hồng vô cúng thì rất là đẹp. Nhưng nếp ở trong đó có những hương vị gì? Bánh đá liễu mình có hai loại, có nhân chay cho người ta dùng chay ăn được, là có nấm đông cô, gà lát chay, mặn là có tôm khô, thịt ba rọi và đậu phộng gia vị các loại. Cái nếp đó là mình giống như là xôi vậy đó. Đúng rồi, nếu mà xôi trộn lên rồi giống xôi bát bủ. Dạ, rồi bánh xong rồi mình đem đi hấp. Để mình trong đại mình hấp được bao nhiêu lâu chị? Bánh hấp khoảng tầm khoảng 15-20 phút. Bánh là mỗi ngày mình có hết. Mà lại bánh này mình sản xuất hàng ngày luôn. Người ta có thể cúng hoặc người ta ăn thay cơm cũng được. Người ta thích ăn hấp thì cũng được, mà chiên lên thì nó ăn ngon hơn. Tại vì em cứ chưa ăn, nó chiên lại lên thì ăn giòn giòn. Giòn giòn, cái vỏ nó giòn giòn. Xong rồi ăn với nước tương. Ăn nước mắm ngon hơn. Cái bánh này là mình được truyền lại từ xưa tới giờ của ba chị. Đúng rồi, từ của ông bà biết, xong rồi truyền lại cho cha mẹ, nhưng mà chỉ là làm ăn thường ngày thôi. Sau đó mình làm ăn cho bà con lân cận hàng xóm ăn thấy ngon, cái người ta có nhu cầu cúng người ta đặt, cái riết là mình thành một cái nghề của mình luôn. Bình thường hàng ngày thì làm khoảng 200-300 thôi, tới ngày cúng kiến thì 500-600. Bánh đá liễu thường bán là 16.000 một cái, thường là đa số là người Hoa cúng, sau đó người ta cho hàng xóm người Việt, cái người ta ăn, người ta hỏi ủa bánh gì kỳ quá chưa thấy bao giờ, cái nó ăn đi ngon lắm, cái ăn xong rồi tự mò tới đi mua về ăn luôn. Nhiều người là nói như vậy đó. Mọi người ăn thì nhận thấy cái bánh của mình như thế nào chị? Nhìn lạ, rồi cái vị nó cũng ngộ, mà ăn thấy ngon, cái thích, cái để mua. Làm bánh từ xưa tới giờ thấy vất vả không chị? Công đoạn nào mà cực? Kỳ bánh làm cái gì cũng cực, nhưng mà mình yêu thích là làm được thôi. Bánh toàn là gia đình, cha mẹ, anh chị em với lại mấy đứa nhỏ phụ đầu phụ đuôi chút xíu. Cái bánh truyền thống nhiều khi người Việt nó học làm theo mình mà nó làm không ra cái mùi đó. Làm bánh là tốn khoảng nguyên một ngày luôn á, tại vì nó nhiều khâu á, mình phải chuẩn bị từng cái. Nhồi bột rồi một tiếng, nấu xong sau đó mình quay qua nấu nếp là nửa tiếng đồng hồ, xong rồi trộn nếp, rồi chuẩn bị xong rồi đó, rồi tới giờ là mình bắt đầu đóng khuôn nè, xong rồi xếp bánh là được cỡ, nếu mà làm ít thì 2 tiếng, còn làm nhiều thì 4-5 tiếng, tùy số lượng bánh. Đó là trước một ngày để mình chuẩn bị nguyên liệu, thì mình cũng làm vụ chuồng 100-200 cái để bán lẻ. Cái bột á là nó mềm mềm, nếu mà mình ăn lúc nóng á thì nó mềm mềm mà dai dai, trong chổng thì có nếp thơm mùi tôm khô, còn mình khi ăn chiên giòn á thì nó rất là thơm. Bánh mình có gia sĩ nữa, có bán lẻ nữa, khách ở quê lên thấy, tại vì cái này đa số là truyền thống,
mà mấy người lớn tuổi biết làm thôi, mà bây giờ mấy người tuổi cũng từ từ nó mất rồi á, cái từ từ cũng thất truyền nhiều lắm, cái trẻ muốn ăn cũng khó, cho nên cũng thấy đăng trên mạng cái người ta tìm tới rất là nhiều. Có một số đó là lấy từ bánh Việt, có một số người biết á là lấy chuẩn bánh Hoa, bởi vì ăn nhiều khi người ta nói sao mà cái giá tiền chênh lệch dữ vậy. Giờ thường bánh Việt cái giá rất là thấp, bánh Hoa nó hơi cao xíu. Tại cái hương vị nó khác. Đúng rồi. Cái nguyên liệu nó khác nữa. Đồ bánh mình nó chuyên là bánh lá liễu, bánh bao. Sau đó mình có làm bánh phát tài, bánh bí, rồi bánh đào tiên, bánh tổ nữa, bánh củ cải. Nói chung là chuyên về của bánh người Hoa luôn á. Rồi ngoài ra thì mình nhu cầu mình bán bánh người ta thích kèm mấy bánh da lợn này nọ kia, mình cũng có lấy về bán vài cái. Bánh bao của người Hoa người ta gọi là solo bao. Nhiều người cũng không biết, ta tưởng bánh bao nhân thịt không, mà thực chất là nhân ngọt. Bánh bao người Hoa là nhân ngọt, dùng có dừa, đậu xanh, môn và ca dế. Cái bột của mình, cái bánh bao nó ăn nó sẽ khác, cái bánh bao nó khác. Cái vỏ nó khác, với lại cái vỏ nó làm từ chuẩn của người Tiều là làm bằng từ khoai lang.